Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Nóng nhất 24 giờ qua chắc chắn là câu chuyện giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Sáng sớm ngày 2 tháng 4, phóng viên của một trang mạng đã đăng tải loạt hình ảnh và video độc quyền bắt gặp Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh di chuyển về nhà riêng của giọng ca Si Tình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì theo ghi nhận của phóng viên hiện trường, nam rapper đã về thẳng căn hộ của Hoàng Thùy Linh tại Hà Nội sau khi diễn tại một sự kiện ở đây. Sáng hôm sau thì anh cùng với quản lý bước ra từ căn hộ chung cư của Hoàng Thùy Linh tại Hà Nội với nhiều hành lý lỳ kỳ. Chính phút sau đó thì giọng ca Si Tình đã che kín mặt ngồi chung xe với Đen Vâu di chuyển ra sân bay bay về Thành phố Hồ Chí Minh. Đến Thành phố Hồ Chí Minh thì Hoàng Thùy Linh được quản lý của Đen Vâu tháp tùng ra xe riêng và cùng nam rapper di chuyển về nhà riêng của cô ở quận 7. Ống kính của paparazzi đã bắt trọn vẹn khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trong một khung hình dù không có cử chỉ quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Trang tin này thậm chí còn khẳng định Hoàng Thùy Linh như kiểu có tin vui, lộ dấu hiệu vòng hai lớn bất thường trong đoạn video được ghi lại. Đầu năm 2023, thực tế đã có tin đồn Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh bí mật làm đám hỏi sau một thời gian hẹn hò kín tiếng. Thời điểm này thì cặp đôi vẫn chưa từng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cả hai có mối quan hệ thân thiết ngoài công việc. Sau đó thì hai giọng ca lại thường xuyên hợp tác xuất hiện trong dự án âm nhạc của nửa kia. Đen Vâu làm khách mời đặc biệt trong concert cá nhân của Hoàng Thùy Linh. Còn cả hai vẫn phát hành MV nói về hạnh phúc lứa đôi nhưng tuyệt nhiên không nói về mối quan hệ riêng tư này. Trước thông tin gây xôn xao dư luận, một số phóng viên đã liên hệ với bà Lê Thu Huệ là mẹ của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh nhưng đương nhiên bà từ chối chia sẻ. Bà Huệ chỉ nói ngắn gọn: "Tôi thì không rõ và cũng không chia sẻ được gì nhiều. Nếu mạng xã hội lan truyền thì hãy tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội." Tuy nhiên, một người bạn thân của Hoàng Thùy Linh tiết lộ với phóng viên rằng nữ ca sĩ và Đen gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm sau khi cùng làm MV Gieo Què. Đen Vâu cũng đã về nhà Hoàng Thùy Linh nhiều lần để thăm bố mẹ của cô, nhưng đương nhiên, như lần này thì rất kín tiếng, ít người biết. Một nguồn tin thân cận khác cũng xác nhận với phóng viên rằng Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã gắn bó một thời gian khá dài. Thông tin họ đang hẹn hò và đã làm đám hỏi là sự thật. Người này chúc phúc cho nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh và cũng đề nghị giấu tên để đảm bảo sự riêng tư. Phóng viên đã liên hệ với phía Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh nhưng cả hai đều giữ im lặng. Có thể thấy Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu chưa nào thừa nhận về chuyện tổ chức đám hỏi hay hẹn hò, nhưng cả hai cũng không hoàn toàn phủ nhận. Giữa thời điểm tin tức yêu đương đang làm mưa làm gió thì những chia sẻ cũ của cả hai về chuyện tình cảm lại gây chú ý. Và sau khi đọc lại lần nữa thì chắc như đinh đóng cột rằng Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là một đôi theo nhiều cộng đồng mạng đã chia sẻ. Trước đó vào giữa tháng 1 năm 2023, một nguồn tin thân cận đã tiết lộ rằng Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã tổ chức lễ hẹn hỏi. Tuy nhiên Đen Vâu đã nhanh chóng lên tiếng. Anh cho biết hiện tại đang tập trung cho sự nghiệp và muốn khán giả chú tâm vào âm nhạc của mình. Còn đối với những thông tin về cuộc sống, Đen Vâu sẽ thông báo đến mọi người khi đã suy nghĩ kỹ càng. Cụ thể, nam rapper cho hay: "Từ trước đến giờ thì Đen không muốn nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc có liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người khi Đen cảm thấy đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại, Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả." Về phía Hoàng Thùy Linh, vào tháng 3 năm 2023, khi xuất hiện trong một talk show, cô cũng đã có những chia sẻ khi được hỏi về thông tin làm đám hỏi với Đen Vâu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng chỉ nhấn mạnh về âm nhạc và khẳng định không muốn đối thoại bằng những câu chuyện cá nhân. "Thật ra những gì cần chia sẻ em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu âm nhạc của em, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa, em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ em. Với em đó là thứ rất giá trị. Em cũng đã nói rằng em không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân. Từ trước đến nay thì vẫn là như vậy. Khi được đặt vấn đề, nếu không làm rõ thì thông tin Hoàng Thùy Linh ăn hỏi sẽ mãi là điều tò mò của khán giả." Nữ ca sĩ lại giải thích khá lòng vòng: "Thật ra khi bước vào công việc này thì em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều mà người ta đang thêu dệt. Nếu một trong hai thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước tiếp trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác cả. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương yêu em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ." Tuy nhận được rất nhiều lời chúc phúc của quý vị khán giả, song cũng có không ít những lời ra tiếng vào của một bộ phận khán giả phản đối. Lý do họ đưa ra là Hoàng Thùy Linh có cách ứng xử không tốt, không xứng đáng với người tài đức vẹn toàn như Đen Vâu. Bằng chứng mà họ đưa ra chính là lùm xùm tranh cãi của Hoàng Thùy Linh với phóng viên về khả năng ca hát của mình. Đó là khi tổ chức họp báo công bố thông tin về live show cá nhân mang tên Vietnamese Concert. Tại đây thì một phóng viên đặt câu hỏi về khả năng hát live chưa tốt, Hoàng Thùy Linh có câu trả lời hơi lạc đề. Hoàng Thùy Linh kể ra một câu chuyện không liên quan. Theo đó thì ca sĩ để bị nói cho mà nghe đã dẫn dắt câu chuyện bản thân có hai chân lành lặn, nhưng vì trời mưa nên cô bị ngã. Khi cô ngã, những người xung quanh nói cô không biết đi. Sau đó thì cô hỏi ngược lại phóng viên: "Theo bạn, tôi có biết đi không?" Câu trả lời trên của Hoàng Thùy Linh đã nhận rất nhiều chỉ trích trên các diễn đàn và mạng xã hội. Theo đó thì số đông ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang đưa ra câu trả lời hoàn toàn lạc đề.
Việc đi đứng thì không liên quan đến khả năng hát live của nữ ca sĩ, và đương nhiên câu chuyện này cũng không thể ẩn dụ cho câu chuyện hát live. Về những câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyên môn thì Hoàng Thùy Linh nên có câu trả lời thẳng thắn, trực diện thay vì kể một câu chuyện vòng vo và không liên quan. Đó là lời khuyên của các fan hâm mộ. Số đông khán giả cũng cho rằng cách trả lời của Hoàng Thùy Linh thể hiện sự trịnh thượng, bề trên, trong khi lại hoàn toàn né tránh ý chính câu hỏi của phóng viên. Việc Hoàng Thùy Linh hát live như thế nào, có tốt hay không, cô hoàn toàn tự hiểu được. Và chắc chắn cô là người rõ nhất. Hát live là chuyên môn của nghề nghiệp, Hoàng Thùy Linh cần có góc nhìn thẳng thắn để song phẳng với truyền thông và khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phản ứng tiêu cực trước phần trả lời phỏng vấn của Hoàng Thùy Linh. Dân mạng đánh giá hai câu hỏi của phóng viên không khó, nghiêng về chuyên môn và có thể trả lời đơn giản. Tuy nhiên Hoàng Thùy Linh lại phức tạp hóa vấn đề và tự làm khó chính mình. Cách ứng xử của Hoàng Thùy Linh khiến cô bị cho là thích thể hiện cái tôi cao và thiếu đi sự khiêm tốn trong tình huống đó. Việc hỏi một đằng trả lời một nẻo cũng đã vô tình khiến nữ ca sĩ trở nên ngớ ngẩn trong mắt cộng đồng mạng. Kể từ sự vụ trên mà từ một ca sĩ đang rất được yêu mến, thậm chí nhất nhì làng giải trí, tên tuổi của Hoàng Thùy Linh đã bị lung lay một chút. Đó là điều tương đối đáng tiếc. Thật ra câu chuyện này một phần cũng bởi quá khứ của cô bị kẻ xấu hãm hại, tung ra những hình ảnh riêng tư, thế nên Hoàng Thùy Linh luôn có sự cảnh giác cao độ với góc máy của nhà báo hay truyền thông. Nhưng vô tình sự cẩn trọng ấy đã làm hại Hoàng Thùy Linh. Và giờ thì đến việc cô yêu ai, làm gì cũng bị mang ra chê trách. Hy vọng rằng cư dân mạng hãy hoan hỉ và bao dung hơn với cô ca sĩ này, bởi dẫu sao những công hiến và đóng góp của Hoàng Thùy Linh cho nền âm nhạc nước nhà đương nhiên là rất đáng được ghi nhận. Giờ thì cô về một nhà với Đen Vâu, điều đó chúng tôi nghĩ rằng là điều đáng để chúc mừng chứ không phải để phản đối. Thêm nữa, đây là câu chuyện riêng tư giữa hai người, nên có lẽ rằng nếu như họ vẫn chưa sẵn sàng để lên tiếng, chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm thời gian. Và khi có thêm thông tin chính thức từ phía ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn thông qua câu chuyện trên kênh YouTube Tuyền Văn Hóa. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.